Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh nhá. Đang chuẩn bị cho vào mùa gà 2018-2019 nhá. Giới thiệu anh em các mặt hàng phụ kiện dành cho anh em chơi gà rừng, các loại giò bẫy này, còi này, túi mồi này, túi bổi này, là ngụy trang nhá. Phục vụ trong mùa gà 2018-2019 đã đến rất gần rồi. Anh em trong Nam đã đánh công tác rồi. Đầu tiên là giới thiệu cho anh em về cái giò trước. Về giò gà ấy thì là bẫy là có hai kiểu dạng bẫy. Thứ nhất là dạng bẫy đón và thứ hai là dạng bẫy đá nhá. Thế đấy là hai kiểu bẫy gà. Bẫy đón ấy là bẫy theo kiểu đón đường, còn bẫy đá là sẽ cắm quanh con gà mồi của mình để con gà bổi vào nó đá gà mồi nó sẽ mắc giò. Thế còn về giò cắm để thao tác cắm được ấy thì cũng sẽ có hai loại giò. Đó là loại giò chuyên cắm đón. Loại giò chuyên cắm đón là loại gọi là giò bắp chuối ấy, là dây dù nó dài này, giò chuyên cắm đón này nhé. Và loại giò chuyên cắm đá. Giò chuyên cắm đá thì là giò thì gọi là theo kiểu Thái Lan, dây dù nó ngắn như này, cái vòng này nó sẽ thành hình tròn méo như này. Còn giò chuyên cắm đón, chuyên cắm đá nhé. Và loại giò thứ ba là loại giò vừa cắm đón lại vừa cắm đá thì gọi là giò đa năng. Thì cái giò đấy thì anh em vẫn hay gọi là giò kiểu Malay. Đây, Malay. Vừa cắm đón, vừa cắm đá. Đó là giò đa năng. Là dây dù tầm này, nó cong thành hình giống như hình chữ C nhá. Đối với cái giò đa năng này thì các bác cắm đứng lên thì là giò đá, mà cắm hơi tạc nghiêng một chút thì sẽ làm giò đón nhá. Đấy. Đấy là về giò. Còn về giò bên shop bán ấy thì là sẽ có hai loại để cho các bác lựa chọn. Và hai loại ở đây là nói về chất liệu để làm lên bộ giò. Loại thứ nhất là chân đồng, chân bằng đồng, dây cáp là dây cáp xe nhá, dây cáp xe, chân đồng khoan lỗ dây cáp xe. Thì đối với cái giò chân đồng cáp xe này ấy, thì sẽ có hai kiểu chính để các bác lựa chọn, đó là giò bắp chuối chuyên đón hoặc là giò đa năng cắm đón cắm đá là được hết, chỉ có hai mẫu này thôi nhá. Đấy. Chân đồng cáp xe mỗi một bộ là 20 chân. Thế còn cái phần cuối thì là bộ nào cũng đều có dây dù siêu bền và khuyên đồng rồi nhé. Loại giò thứ hai, chất liệu thứ hai đó là chất liệu chân inox. Chân inox nhá. Chân inox sẽ đi với cáp lụa. Đi với cáp lụa này. Cáp lụa là trong sợi thép ở ngoài bọc nhựa. Đối với chân inox này thì sẽ có cho các bác là giò chuyên đá. Đấy, giò chuyên đá, cái này người ta nghiên cứu về cái chất liệu. Giò chuyên đá là bằng chất liệu cáp lụa này là hiệu quả hơn. Và cũng là giò đa năng nữa. Cắm đón cũng được, cắm đá cũng được. Đối với cái dây cáp lụa này nó rất là mềm thì làm giò bắp chuối là sẽ không hiệu quả, nó gật gù lắm không đánh được. Thì giò chân inox đi với cáp lụa này thì chỉ có hai mẫu. Đó là giò Thái Lan chuyên đá hoặc là giò đa năng nhá. Đó là giò mà chân inox đi với cáp lụa. Tất cả các bộ này thì bộ nào cũng là 20 chân. Còn tiếp theo là về cái kèn còi gà mái nhá. Còi gà mái thì có hai loại. Một cái là của hàng Việt Nam là thì nó mỏng, nó mong manh như này. Và cái màu này là cái màu nhũ, màu sơn nhũ đen nhá. Đây gọi là còi Việt Nam, gọi là còi Việt đấy. Thì gọi là còi Việt. Thế còn loại thứ hai là loại còi Thái. Còi Thái này là đảm bảo với các bác là còi nhập khẩu Thái Lan 100%. Đồng dày được đánh bóng sáng lên cái màu đồng thật sự luôn, đánh bóng lên màu đồng thật sự luôn. Đấy, chắc chắn anh em có nên gần nên cốt bóp cũng không bẹp, rơi nhớ nạp vào cũng không bẹp nhá. Còi Thái Lan này thì nó là cao cấp, nó sẽ đắt hơn. Còi Việt thì nó mỏng, nó mong manh hơn. Đây nhá, đây là còi Việt, đây là còi Thái. Ngoài ra thì còn có túi gà mồi. Túi gà mồi lá cây khô. Túi gà mồi lá cây khô. Mỗi một túi gà mồi này thì sẽ được tặng cho các bác là một cái cọc nữa. Túi gà mồi này nhé. Túi gà bối. Túi gà bối nha các bác nhé. Túi gà mồi, túi gà bối. Và là ngụy trang. Là ngụy trang cho các bác rộng 1m, cao 1m, 1m2. Màu ngụy trang lá cây khô, 3 cửa sổ. Đấy. Đây là cơ bản đấy, mấy cái phụ kiện chính phục vụ cho mùa gà. Ngoài ra còn có cả dây xích chân nhé các bác nhé. Các bác nhu cầu cần sản phẩm gì thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại của shop nhé.
hoặc là các bác lên Google các bác có tìm kiếm, các bác có thẳng là shop.tânánh.com thì nó sẽ ra một cái trang website, thì các bác vào đấy tìm hiểu những sản phẩm mà shop đã đăng tải lên nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau. Trong video sau thì sẽ giới thiệu cụ thể với các bác từng cái mẫu rồi, từng cái mẫu còi nó như thế nào. Đây là cái video giới thiệu tổng thể các mặt hàng mùa gà năm nay. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.